Tác giả Caroline Eisner, nguồn ghét mên tên. Biên dịch Thanh Sơn, bản quyền thuộc về bảo dương cơ khí.com Bảo trì chính xác là gì? Bảo trì chính xác là một chiến lược, trong đó các công việc bảo trì được hoàn thành theo các quy trình chuẩn, được xác định rõ ràng, SOP. Điều này đảm bảo độ tin cậy hoạt động, bất kể ai thực hiện công việc Lịch sử của bảo trì chính xác Tiến sĩ Gatner Von Braun là người đi đầu về triết lý bảo trì tại NASA trong những năm 1960. Với sự giúp đỡ của các thành viên trong nhóm, ông phát hiện ra rằng việc giảm độ dung có tác động đáng kể đến vòng đời của các bộ phận ổ trục. Nhóm nghiên cứu nhận thấy rằng việc giảm độ dung 20% sẽ tăng tuổi thọ của các bộ phận ổ trục lên gấp đôi thuật ngữ bảo trì chính xác, sau đó được đặt ra bởi Ralph Buscarello, người cũng hiểu được tác hại của rung động và lợi ích của việc giảm thiểu rung động. Nhờ sự tận tâm của ông trong việc đào tạo các chuyên gia bảo trì, do đây chúng ta hiểu được giá trị của việc giảm thiểu rung động. Dựa trên những phát hiện của hai ông, bảo trì chính xác ngày nay sử dụng các phương pháp phát hiện và phân tích đa dạng, chẳng hạn như giám sát rung động, phân tích tiêu hao năng lượng, đo nhiệt độ, vân vân. Trong những thập kỷ qua, các nhà quản lý bảo trì đã sử dụng bảo trì chính xác trên toàn thế giới để cải thiện độ tin cậy của tài sản và giảm thiểu rủi ro gây ra ngừng máy. Tổng quan về bảo trì chính xác. Tốt nhất nên coi bảo trì chính xác như là một mô hình văn hóa của tổ chức để duy trì kết quả thiết bị đáng tin cậy, nhất quán và hiệu quả. Không giống như bảo trì phòng ngừa, bảo trì chính xác không phải là một phương pháp lập kế hoạch, mà là một triết lý tổ chức về các thực hành tốt nhất hay các phương pháp hay nhất. Vì lý do này, điều quan trọng là phải nhận ra rằng những gì có thể được coi là chính xác đối với tổ chức này cũng có thể hoàn toàn khác đối với tổ chức khác. Tùy thuộc vào ngành và loại thiết bị liên quan, các quy trình bảo trì lý tưởng sẽ khác nhau. Nền tảng của một chương trình bảo trì chính xác thành công là các quy trình thực hiện tiêu chuẩn SOP được lập thành văn bản, không để lại sai sót. Với các SOP được trình bày rõ ràng và nhóm làm việc được đào tạo phù hợp thì sẽ đảm bảo kết quả công việc là nhất quán, tương tự nhau, dù với bất kể ai sẽ thực hiện công việc đó. Các SOP bảo trì chính xác phải chi tiết, dễ tiếp cận và được cập nhật mới nhất. Tại sao bảo trì chính xác lại quan trọng? Trong trường hợp không có các SOP được xác định rõ ràng, các công nhân có thể hoàn thành các yêu cầu công việc được giao một cách khác nhau, khác nhau về kinh nghiệm làm việc, trình độ học vấn và trình độ kỹ năng, có thể mang lại các công việc được tiếp cận không nhất quán, có thể tạo ra kết quả không mong muốn. Ví dụ, bạn có thể nhận thấy rằng một thiết bị cụ thể thường bị trục trặc trong ca làm việc của nhân viên A, nhưng không bao giờ trục trặc trong ca làm việc của nhân viên B. Sau khi kiểm tra kỹ hơn, bạn biết rằng các công nhân đang tiếp cận việc bảo trì theo kế hoạch đã lên lịch của tài sản một cách khác nhau. Bảo trì chính xác tìm cách loại bỏ những mâu thuẫn như vậy bằng cách thiết lập các tiêu chuẩn chính xác cho mọi loại công việc bảo trì và mọi vai trò công việc. Về cơ bản, bảo trì chính xác là một quy trình đảm bảo chất lượng nhằm đảm bảo các nhiệm vụ luôn được hoàn thành theo cách tốt nhất có thể. Lợi ích của bảo trì chính xác là gì? Ngoài việc giảm thời gian ngừng máy, đau tham, các kế hoạch bảo trì chính xác có thể mang lại lợi ích sau. Tạo ra một nền văn hóa bảo trì tích cực. Đảm bảo tuổi thọ thiết bị lâu nhất có thể. Tăng sản lượng thông qua độ tin cậy của máy móc. Tạo ra một đội ngũ nhân viên lành nghề và được đào tạo chuyên sâu. Liên tục cải tiến hiệu quả quy trình. Tăng đáng kể độ tin cậy của tài sản giảm nguy cơ hỏng hóc thiết bị mà dẫn đến thời gian ngừng hoạt động giữ chi phí bảo trì và vận hành thấp và có thể dự đoán được yêu cầu của chương trình bảo trì chính xác là gì như đã đề cập trước đây các chương trình bảo trì chính xác có thể khác nhau về cách tiếp cận tuy nhiên đây là một số yêu cầu phổ biến kỹ năng và đào tạo kỹ thuật viên bảo trì phải có các kỹ năng cần thiết và được đào tạo để tuân theo các quy trình bảo trì với mức độ chính xác cao. Bảo trì chủ động. Để tận hưởng những lợi ích của chương trình bảo trì chính xác, điều quan trọng là phải có một chương trình bảo trì phòng ngừa hoặc bảo trì dự đoán mạnh mẽ, đảm bảo rằng bạn không bị chậm tiến độ cho các công việc bảo trì theo kế hoạch của mình. Lưu đồ và quy trình công việc chi tiết. Quy trình làm việc chi tiết và quy trình thực hiện tiêu chuẩn là cần thiết cho mỗi nhiệm vụ bảo trì cũng như các tiêu chuẩn chính xác để thực hiện chúng. Nhân viên cần biết cách tìm và sử dụng tài liệu bảo trì và có thể làm theo từng bước được ghi trong tài liệu. Tất cả các độ lắp ghép, dung sai, mô men xoắn và lực căng chính xác đều cần được mô tả trong các quy trình liên quan. Các quy trình được cập nhật mới nhất. Xem xét một cách có hệ thống, tất cả các thủ tục, để đảm bảo rằng chúng được cập nhật. Bất cứ khi nào có bản cập nhật, khi có nâng cấp thiết bị, khi cải tiến quy trình bảo trì, hoặc nhận thông tin bảo trì cập nhật từ nhà sản xuất thiết bị, hãy đảm bảo rằng các thay đổi đó đã được thể hiện ngay trong tài liệu liên quan. Hiệu chuẩn dụng cụ bảo trì. Tất cả các dụng cụ và thiết bị cần thiết để bảo trì cần được hiệu chuẩn đúng cách. Vật tư phụ tùng chất lượng cao tất cả các vật tư phụ tùng cho bảo trì chẳng hạn như chất bôi trơn phụ tùng và dụng cụ phải có chất lượng cao chỉ mua phụ tùng thay thế đúng theo thông số kỹ thuật của nhà sản xuất tránh thay thế vật tư phụ tùng rẻ tiền căn tâm trục chính xác và cân bằng bộ phận quay chính xác đảm bảo duy trì căn chỉnh trục chính xác và cân bằng của các bộ phận quay là chính xác nhiệt độ hoạt động chính xác duy trì nhiệt độ vận hành chính xác mọi lúc và cho tất cả các máy. Để làm như vậy, hãy thực hiện kiểm tra nhiệt độ thường xuyên. Sử dụng một hệ thống cảnh báo alarm tự động cho các chỉ số nhiệt độ bất thường là một giải pháp tuyệt vời. Phân tích nguyên nhân gốc rễ. Thực hiện phân tích nguyên nhân gốc rễ cho mỗi lỗi hư hỏng và đảm bảo rằng các nguyên nhân gây ra lỗi đã được giải quyết và sẽ không được lặp lại. Lập hồ sơ lịch sử công việc bảo trì ghi lại hồ sơ lịch sử bảo trì khi thực hiện để có cái nhìn tổng quan rõ ràng về những gì đã được thực hiện cũng như kết quả của mỗi lần cải tiến. Một thành phần phổ biến khác của bảo trì chính xác là giảm mức độ rung động của máy càng nhiều càng tốt. Máy rung quá mức thường là dấu hiệu cho thấy một bộ phận của thiết bị hoạt động không chính xác và nó có thể sớm bị hỏng và cần sửa chữa tốn kém. Mục đích chính của việc bảo trì chính xác là gì? Như chúng ta đã biết, việc bảo trì là để đảm bảo rằng các tài sản của cơ sở sản xuất luôn hoạt động đầy đủ và thực hiện theo các tiêu chuẩn của ngành. Nó đảm bảo rằng tất cả các thiết bị hoạt động tối ưu, an toàn khi sử dụng và đáp ứng các hướng dẫn và yêu cầu về bảo vệ môi trường của địa phương và quốc gia. Bảo trì là một yếu tố quan trọng trong việc duy trì tất cả các thiết bị sản xuất trong tình trạng hoạt động tốt hoặc sửa chữa chúng để khôi phục lại khả năng sử dụng đầy đủ của chúng. Công việc bảo trì bao gồm kiểm tra, thử nghiệm, bảo dưỡng, sửa chữa và thay thế tất cả các thiết bị, bộ phận máy móc hoặc cơ sở hạ tầng cần thiết. Nhờ thực hiện bảo trì chính xác, các cơ sở có thể hoạt động với công suất tối ưu, trong khi giảm thiểu gánh nặng tài chính do thời gian ngừng hoạt động bất ngờ hoặc sự cố của một phần thiết bị. Khi được thực hiện đúng cách, nó có thể cải thiện đáng kể chất lượng bảo trì do đó giảm chi phí và thời gian ngừng máy. Cách bảo trì chính xác giúp giảm thời gian ngừng máy là gì? Thiết bị của cơ sở sản xuất phải được bảo trì đúng cách để hoạt động với hiệu suất và công suất tối đa. Cách tốt nhất để đạt được mục tiêu này là bằng cách kết hợp một chương trình bảo trì dự phòng hoặc dự đoán vững chắc với việc thực hiện nhất quán các nguyên tắc bảo trì chính xác. Bảo trì chính xác dẫn đến cải thiện độ tin cậy của thiết bị và giảm nguy cơ hỏng hóc tài sản theo 4 cách sau đây. 1. Kéo dài tuổi thọ và thời gian hoạt động của tài sản Nhóm bảo trì có thể kéo dài tuổi thọ của tài sản bằng cách luôn sử dụng các bộ phận, công cụ và chất bôi trơn chất lượng cao. Điều này làm giảm đáng kể, nguy cơ xảy ra sự cố không mong muốn và thời gian ngừng hoạt động. 2 giảm nhu cầu bảo trì phản ứng. Mặc dù bảo trì chính xác không thể loại bỏ hoàn toàn nhu cầu bảo trì phản ứng, nhưng nó có thể làm giảm đáng kể số trường hợp cần bảo trì phản ứng. Điều này giúp giảm chi phí bảo trì và có thể hoạt động trong phạm vi ngân sách eo hẹp. 3. Cải thiện hiệu suất. Thiết bị chỉ có thể hoạt động ở công suất tối ưu khi được bảo trì đúng cách. Tất cả các nhà quản lý, bảo trì và cơ sở sản xuất đều phải chịu áp lực như nhau để luôn luôn duy trì mức sản lượng cao, bất kể ở lĩnh vực hoặc ngành sản xuất nào. Bảo trì chính xác, cải thiện độ tin cậy của máy móc và giúp duy trì sản xuất ở mức tối ưu với lượng thời gian ngừng hoạt động ở mức tối thiểu cần thiết. 4. Loại bỏ khả năng phải mất nhiều thời gian hơn để bảo trì so với kế hoạch bảo trì chính xác, cho phép người quản lý dự đoán lượng thời gian xử lý của công việc với độ chính xác cao hơn. Khi các quy trình bảo trì được lập thành văn bản thích hợp và các kỹ thuật viên tuân theo danh sách kiểm tra SOP, thật dễ dàng để dự đoán các công việc định kỳ sẽ mất bao lâu. Điều này có nghĩa là công việc bảo trì sẽ không mất nhiều thời gian hơn dự kiến và thời gian ngừng hoạt động theo kế hoạch đã lên lịch sẽ không bị phải kéo dài. Ví dụ về bảo trì chính xác. Bảo trì chính xác có thể được kết hợp với nhiều loại chương trình bảo trì và kế hoạch bảo trì khác nhau. Dưới đây là một số ví dụ về bảo trì chính xác đang được thực hiện. 1. Chỉ sử dụng các dụng cụ, phụ tùng và chất bôi trơn chất lượng cao và luôn bảo quản chúng đúng cách. 2. Duy trì một môi trường sạch sẽ và 100% không bị ô nhiễm. 3. Thường xuyên kiểm tra nhiệt độ hoạt động để đảm bảo chúng nằm trong phạm vi yêu cầu. 4. Luôn duy trì mức độ dung của máy thấp. 5. Đảm bảo sự căn chỉnh kết nối trục chính xác của tất cả các bộ phận quay. 6. Áp dụng một cách có hệ thống các mức lực siết chặt chính xác cho từng đai ốc của thiết bị. Làm thế nào để bắt đầu một chương trình bảo trì chính xác? Khởi động một chương trình bảo trì chính xác tại nhà máy của bạn có thể cảm thấy giống như một nhiệm vụ khó khăn, đặc biệt nếu tim của bạn đã phụ thuộc nhiều vào bảo trì phản ứng trong quá khứ. Tuy nhiên, nó rất đáng để chúng ta phải nỗ lực. Làm theo 7 bước sau đây để chuyển sang bảo trì chính xác. 1. Tiến hành đánh giá kỹ năng nhóm đánh giá và phân tích bất kỳ lỗ hổng kỹ năng nào mà tổ chức của bạn cần khắc phục. Kỹ thuật viên phải có thêm những kỹ năng gì để thực hiện tất cả các công việc bảo trì với độ chính xác cao. Đánh giá kỹ năng, kiến thức và năng khiếu của mỗi nhân viên trong việc tuân theo các quy trình chuẩn khi hoàn thành nhiệm vụ được giao. Điều này sẽ cho phép bạn hiểu rõ hơn về nhu cầu đào tạo của nhóm và để tập trung nỗ lực của bạn. Nhấn mạnh rằng Việc đánh giá không được thực hiện để phạt nhân viên, mà để giúp họ củng cố năng lực của mình. 2. Tạo ra một nền văn hóa cải tiến liên tục. Cam kết tạo ra một nền văn hóa xuất sắc và không ngừng cải tiến. Truyền đạt rõ ràng tầm quan trọng chiến lược của việc thực hiện chương trình bảo trì chính xác. Bằng cách đầu tư vào kỹ năng của nhân viên trong tổ chức sẽ đảm bảo rằng mỗi nhân viên đều hiểu được vai trò của họ trong việc đạt được các mục tiêu cao hơn của tổ chức. 3. Đầu tư vào đào tạo nhân viên bảo trì Tranh thủ sự hỗ trợ của các nhà quản lý bảo trì và kỹ thuật viên có kinh nghiệm để thực hiện các buổi đào tạo thực hành. Tại đây, họ có thể hướng dẫn từng bước các quy trình bảo trì chính xác trong khi tái hiện các tình huống trong thực tế. Theo Mark Hannon, nhà sáng lập của website giải pháp độ tin cậy, đào tạo thực hành, là rất quan trọng để nhân viên bảo trì hiểu đầy đủ giá trị của việc thực hiện bảo trì chính xác. 4. Xác định thiết bị bảo trì tần suất cao. Một số máy yêu cầu bảo trì định kỳ nhiều hơn những máy khác. Chúng có thể bị hỏng thường xuyên hơn do sử dụng cường độ cao hoặc yêu cầu bảo trì thường xuyên hơn dựa theo khuyến nghị của nhà sản xuất. Chúng ta cần ưu tiên theo dõi đối với thiết bị sau đây, thiết bị đắt tiền thiết bị quan trọng đối với năng suất, thiết bị dễ bị rung động ở mức độ cao. Sử dụng CMMS để theo dõi tất cả công việc bảo trì, nhằm xác định thiết bị bảo trì tần suất cao nhất của bạn. Những tài sản này có nhiều khả năng được hưởng lợi từ việc bảo trì chính xác và mang lại tỷ suất hoàn vốn cao nhất. 5. Tạo quy trình và trình tự công việc chi tiết tạo quy trình và trình tự làm việc rõ ràng và từng bước các quy trình phải rất chi tiết và không có chỗ để diễn giải văn bản hóa tất cả các yêu cầu bao gồm giá trị lực siết chặt đai ốc giá trị áp suất và thông số căn trình đảm bảo chi tiết hóa từng quy trình để các kỹ thuật viên bảo trì không bao giờ phải đoán các quy trình chuẩn sop phải được cập nhật trình bày tốt và dễ hiểu đối với tất cả mọi người bạn cũng cần văn bản hóa tất cả công việc bảo trì đã hoàn thành để phân tích sâu hơn kết quả của công việc, phục vụ cho việc hợp lý hóa quy trình và cải tiến quy trình. 6. Đầu tư vào CMMS thân thiện với người dùng. CMMS thân thiện với người dùng có thể cung cấp khả năng hiển thị đầy đủ về công việc bảo trì, lịch sử tài sản của bạn và các cơ hội tiết kiệm chi phí các tính năng của CMNS mà bạn nên ưu tiên bao gồm Trải nghiệm người dùng. Nếu nó không dễ sử dụng, sẽ không ai sử dụng nó. Nhắn tin và chat. Công nhân có thể trao đổi với nhau trong quá trình thực hiện các phiếu công việc. Lên lịch trình các hạng mục công việc định kỳ. Đây là là tính năng cần thiết. Theo dõi các chỉ số KPI. Theo dõi KPI sẽ cho phép bạn đo lường kết quả thực hiện của mình và biết những không nào cần cải tiến. Danh sách kiểm tra, checklist thân thiện với người dùng. Các ứng dụng tốt nhất cung cấp các mẫu kéo và thả có thể được tùy chỉnh để đáp ứng nhu cầu của bạn. 7. Tiến hành đánh giá tiến độ Bảo trì độ chính xác đòi hỏi sự tham gia liên tục. Đo lường kết quả và thường xuyên đánh giá các chỉ số đo lường hiệu suất KPI chẳng hạn như số lượng hư hỏng của thiết bị, tuổi thọ của tài sản, tổng chi phí vận hành, thời gian ngừng hoạt động, hiệu suất của thiết bị. Bằng cách này, bạn sẽ có đủ dữ liệu để phân tích những quy trình nào đang hoạt động và những gì có thể được cải tiến. Cố gắng liên tục cải tiến các quy trình chuẩn SOP và cập nhật các checklist danh mục kiểm tra. Ngoài ra, đánh giá sự tiến bộ của từng người kỹ thuật viên bảo trì với các bản đánh giá tiến độ trực tiếp giữa hai người. Điều này cho thấy bạn coi trọng từng thành viên trong team và sẵn sàng đầu tư vào các kỹ năng và sự phát triển của họ. Các loại hình bảo trì khác kết hợp với bảo trì chính xác là gì? Dưới đây là 5 chương trình bảo trì phổ biến, thường được sử dụng kết hợp với bảo trì chính xác. 1. Bảo trì phục hồi hay bảo trì khắc phục Bảo trì phục hồi được thực hiện sau khi xảy ra hư hỏng. Mục đích là đưa thiết bị trở lại trạng thái hoạt động càng sớm càng tốt, thông qua sửa chữa hoặc thay thế. Việc bảo trì phục hồi là cần thiết vì sẽ luôn xảy ra các sự cố không mong muốn, dù kế hoạch bảo trì phòng ngừa có tốt đến đâu. Nó thậm chí còn thích hợp hơn trong một số trường hợp đối với các bộ phận rẻ tiền, không quan trọng. Bảo trì phục hồi có thể chia ra làm hai loại, là bảo trì khẩn cấp, trong đó công việc bắt đầu ngay lập tức sau khi xảy ra lỗi, và bảo trì hoãn lại, trong đó công việc bị trì hoãn theo một bộ quy tắc bảo trì nhất định. 2. Bảo trì phòng ngừa. Bảo trì phòng ngừa là việc kiểm tra và bảo trì tài sản theo kế hoạch. Mục tiêu chính của nó là duy trì hiệu suất thiết bị tối ưu, khắc phục sự cố trước khi chúng trở thành sự cố và giảm nhu cầu bảo trì phục hồi. Bảo trì phòng ngừa, giảm thiểu chi phí vận hành và giảm nguy cơ ngừng hoạt động ngoài kế hoạch. 3. Bảo trì dự đoán. Bảo trì dự đoán đo lường các điều kiện hoạt động của một thiết bị nhất định để dự đoán tuổi thọ của nó và ngăn ngừa hỏng hóc. Nó chủ yếu dựa vào các cảm biến giám sát, phân tích dữ liệu và đã được sử dụng trong các nhà máy từ những năm 1990. Bảo trì dự đoán và bảo trì chính xác có tính tương thích cao và cả hai đều sử dụng các kỹ thuật giám sát tình trạng tương tự, chẳng hạn như phân tích rung động, đo nhiệt độ, phân tích tiêu hao năng lượng, vân vân. 4. Bảo trì định trước trong bảo trì định trước, các kỹ thuật viên bảo trì tuân theo hướng dẫn của nhà sản xuất về cách lập kế hoạch các công việc bảo trì và lên lịch trình cho chúng. Đây là một chiến lược không hoàn hảo vì nó chỉ dựa trên việc phân tích dữ liệu thống kê hiện có, ví dụ như thời gian hỏng hóc trung bình. Đối với thiết bị mới hơn, dữ liệu có thể không đầy đủ. 5. Bảo trì dựa trên tình trạng. Bảo trì dựa trên tình trạng là một chiến lược giám sát hoạt động của thiết bị theo thời gian thực để phát hiện những hỏng hóc sắp xảy ra nó có chi phí thực hiện cao vì sử dụng các cảm biến và được phát hiện tại chỗ tuy nhiên nó là một giải pháp khá kinh tế về lâu dài vì nó giúp giảm đáng kể nguy cơ hỏng hóc và thời gian ngừng hoạt động các thuật ngữ bảo trì dựa trên tình trạng và bảo trì dự đoán đôi khi được sử dụng thay thế cho nhau bảo trì dựa trên tình trạng có thể được sử dụng kết hợp với bảo trì chính xác Tóm lại, bảo trì chính xác là một cách tiếp cận chiến lược, trong đó các nhiệm vụ bảo trì được thực hiện nhất quán và ở mức độ chính xác cao. Để thành công, nhà quản lý phải văn bản hóa các quy trình chuẩn SOP, loại bỏ các khoảng cách về kỹ năng của nhân viên bảo trì bằng việc đào tạo và theo dõi KPI. Phần thưởng của một chương trình bảo trì chính xác là giảm thời gian ngừng máy, đau tham, cải thiện hiệu suất của tài sản, giảm chi phí, và khả năng dự đoán của thiết bị cao hơn